Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là 5 phút hôm nay với những tin tức cảnh báo an ninh an toàn đáng chú ý. Ba đối tượng nằm trong đường dây buôn lậu vàng vừa bị công an tỉnh Hà Nam khởi tố và bắt tạm giam. Ba đối tượng là Lương Văn Luyến, 54 tuổi, trú ở tỉnh Sơn La, Nguyễn Đăng Tường, 38 tuổi và Phạm Văn Phạm. 50 tuổi cùng chú ở huyện Thương Tín, thành phố Hà Nội. Trước đó, Luyến và Tường bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang cất giấu 6,4 kg vàng tại khu vực ga Phủ Lý, Hà Nam. Hai đối tượng khai nhận mua số vàng này tại Campuchia rồi tìm cách bán cho Phạm Văn Phạm để kiếm lời. Tại Nghệ An, chỉ trong 2 ngày, Công an huyện Nghĩa Đàn đã bắt xử lý gần 40 đối tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí có hành vi lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự. Hai nhóm thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, rồ ga, nẹp vô, phóng nhanh, lạng lách trên tuyến quốc lộ 48 qua địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa và tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn. Trong đó, một số đối tượng còn mang theo các loại hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, gậy sắt và có hành vi đập phá phương tiện và gây thương tích với người đi đường. Mới đây, cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đã tiến hành xử lý một lái xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Cụ thể vào chiều ngày hôm qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng xe tải này tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành Cố tình tiếp tục di chuyển, tổ công tác sau đó đã tiến hành truy đuổi nhưng lái xe vẫn điều khiển phương tiện luồn lách bỏ chạy, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã quyết định xử phạt 3 thanh niên đi xe máy vào cao tốc. Vào sáng ngày 4 tháng 11 vừa qua, khi đang tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3 thanh niên đang đèo nhau trên một chiếc xe máy trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Đáng nói là ba người này đều chưa có bằng lái xe. Bên cạnh việc xử phạm vi phạt giao thông, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản xử lý với chủ xe vì lỗi bàn giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. và tại các tuyến đường cao tốc, ô tô quay đầu xe đi ngược chiều cũng là hành vi cực kỳ nguy hiểm vì dễ dẫn tới tai nạn. Nhiều lái xe khi bất cẩn đi nhầm đường thì vẫn cố tình đi ngược chiều, quay đầu xe trên cao tốc như trong tình huống ngay sau đây. Vụ việc được ghi lại vào sáng ngày 5 tháng 11 vừa qua trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giấy. Lúc này, xe có gắn camera đang di chuyển trên tuyến đường nối vào cao tốc khi phát hiện ra một lái xe ô tô đang cố quay đầu xe đi ngược chiều để ra khỏi cao tốc ngay trước đầu xe có gắn camera. May mắn, lúc này các xe đang di chuyển chậm nên khi thấy xe đang cố quay đầu ngược chiều đã dừng lại, đợi chiếc xe này quay đầu. Tuy không có va chạm xảy ra, nhưng do đây là tuyến đường một chiều nên hành vi quay đầu của lái xe này không chỉ gây mất an toàn cho các lái xe khác mà còn gây ùn tắc trên tuyến đường. Dạ vâng, rõ ràng là người điều khiển xe thì đã quá liều lĩnh trong tình huống này Chỉ vì ngại phải đi xa khi mà đi nhầm đường mà đặt mình và nhiều tài xế vào tình huống nguy hiểm Khu vực Bắc Bộ nắng hành kéo dài, một số khu vực có nguy cơ cháy rừng ở mức nguy hiểm Thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay Xin kính chào tạm biệt quý vị Theo Cục Kiểm Lâm, 57 điểm thuộc các tỉnh thành Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La là nơi đang có cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4 là cấp nguy hiểm. Dự báo tình trạng nắng khô ở miền Bắc sẽ còn kéo dài ít nhất một tuần tới. Như hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc phổ biến từ 26 đến 30 độ C. Độ ẩm giảm rất thấp, hầu hết đều từ 40 đến 53%. Để phòng chống cháy rừng, khi đốt dọn thực bì, bà con nên thông báo với chính quyền địa phương đốt khi gió nhẹ khi đốt phải có người canh gác cẩn thận kiểm tra an toàn trước khi ra về